Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em về mẫu xe tải thùng kín Isuzu QKR230. Với dòng xe tải này bên mình hiện tại đang đóng. Giờ mình giới thiệu về anh em và xin mời anh em đi tham quan. Xin mời. Đây là dòng xe tải QKR230 thùng kín, mẫu thùng tiêu chuẩn hiện tại bên mình đang đóng. Với vách ngoài là inox 430 dập sóng và vách trong là tôn kẽm 5 gem, vách ngoài 5 gem luôn. Khung xương là hộp 30x30, ở giữa là mút xốp cách nhiệt. Khung cửa phía sau của bên công ty mình đang là inox 430, một đi rưỡi. Sàn này là sàn theo yêu cầu của khách, sàn inox 304 dập sóng, dày 1.5 ly và hai bên mép sàn chấn lên cao 10 cm, và phía trước có một máng nước. Kích thước chiều dài và lòng của thùng là 3m58, chiều rộng là 1m72, chiều cao là 1m87. Đây là kích thước chuẩn để chứa đựng chuyên chở hàng nhé. Thùng này hiện tại bên mình đang trong công đoạn đang hoàn thành, đang ở phần thô sơ. Xe này là có một cửa hông và hai cửa sau. Cửa hông là bên phụ. Thank you.
Đây là xe bên mình đã hoàn thiện, đã có cả hông và dè càng đầy đủ. Bên cả hông bên mình đang dẫn gắn là 36 30 x 60. Còn bên hông có hai đèn ở phía trên góc mỗi thùng, là phần trước là có hai đèn trắng, đằng sau là có hai đèn đỏ. Ở mỗi máng nước trước và sau thì đều có lỗ thoát nước cả. Cả sau bằng hộp 48 và cây chống dè là phi 27 nhé anh em nhé, cực kỳ đẹp, chắc chắn luôn. Làm video tiếp theo nhé. Video mình xin kết thúc ở đây. Chúc anh em mua xe vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé. Anh em xem nhớ like và đăng ký kênh hộ mình nhé. Xin chào, tạm biệt anh em.